Bài trí bàn thờ theo cách này, sang năm 2021, gia chủ cực may mắn, cực giàu, tiền vàng ùn ùn kéo vào nhà. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, uống nước nhớ nguồn, hướng về tổ tiên là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam ta từ thời xa xưa cho đến tận ngày nay. Vậy nên trong mỗi nếp nhà của người Việt thường sẽ dành ra vị trí trang trọng nhất để đặt bàn thờ gia tiên, vừa đảm bảo được tính linh thiêng, lại thuận tiện cho việc thờ cúng. Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021 này, chắc hẳn nhiều gia chủ đang có chung một thắc mắc rằng làm thế nào để bài trí và sắp xếp khu vực bàn thờ sao cho hợp lý để chiêu dụ vận may tài lộc, giữ gìn sự bình an và mang may mắn về với cả gia đình. Vậy thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí ngay sau đây. Từ lâu nay, thờ cúng tổ tiên ông bà đã trở thành một phong tục, là chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người, đồng thời là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Dân Việt trọng lễ nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ và có hiếu với ông bà tổ tiên, với nguồn gốc của mình. Không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một nén hương nhang lên bàn thờ tổ tiên trong ngày lễ Tết hay ngày giỗ, con cháu trong gia đình cũng thể hiện được tấm lòng thành kính hướng về cội nguồn, tưởng nhớ những người thân đã khuất. Điều quan trọng là khi sắp xếp và bài trí bàn thờ phải tuân thủ theo các nguyên tắc quan trọng để giữ gìn hạnh phúc cho gia đạo. Nguyên tắc thứ nhất, luôn giữ cho khu vực bàn thờ sạch sẽ, thông thoáng. Bạn hãy nhớ rằng không gian phòng thờ cúng phải luôn được giữ sạch sẽ và thoáng đãng. Không nên đặt bàn thờ gia tiên quá cao hay quá thấp so với trần nhà. Bàn thờ cần được lau dọn sạch sẽ và thắp nhang thường xuyên. Nếu vị trí bàn thờ được kê lên quá cao và gần sát trần nhà, điều này sẽ gây khó khăn trong việc lau dọn. Ngoài ra, trong lúc thắp nhang có thể gây ám khói trên trần. Hiện nay, để tiện cho việc lau dọn và vệ sinh bàn thờ luôn được sạch sẽ, mọi người thường sắm cho gia đình một chiếc thang thắp hương. Nó sẽ giúp mọi người làm được những việc trên cao mà chúng ta không với tới. Nguyên tắc thứ hai, bố trí thêm cây xanh nhằm tăng sinh khí. Bật mí với bạn rằng việc bố trí thêm cây xanh mang ý nghĩa tốt ở phòng thờ, có thể giúp tăng thêm sinh khí, tạo phước lành và thu hút tài lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, không nên lựa chọn những loại cây kiểng có gai nhọn hoặc có môi trường sống cao, tránh tình trạng đang trồng thì cây chết. Nên chọn các loại cây như kim tiền thảo, phát lộc hay một số loại cây cảnh có điều kiện sống dễ dàng, tạo không gian xanh thoáng cho khu vực thờ tự. Nguyên tắc thứ ba, bố trí ánh sáng trong phòng thờ. Gia chủ có thể bố trí ánh sáng phòng thờ tùy theo không gian và diện tích của phòng. Tuy nhiên, quy tắc chung khi bố trí bàn thờ gia tiên cần phải tuân theo. Không nên bố trí ánh sáng quá ít hoặc sử dụng bóng đèn có màu u ám trong phòng gây cảm giác lạnh lẽo. Không nên treo các loại đèn chùm có kích thước lớn làm mất cân đối không gian của căn phòng. Nên chọn các loại đèn nhỏ có kích thước phù hợp. Một điều quan trọng cần được lưu ý khi bố trí ánh sáng trong phòng thờ là không được đặt bóng đèn ở hướng có thể chiếu thẳng vào người ngồi lễ cúng. Không nên bố trí quá nhiều bóng đèn có nhiều màu sắc khác nhau. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến trang nghiêm của phòng thờ. Nguyên tắc thứ tư, cách bài trí đồ đạc quan trọng trên bàn thờ. Việc bài trí đồ đạc trên bàn thờ gia tiên vô cùng quan trọng,
không thể tùy tiện. Mỗi đồ vật như ngai thờ, khám thờ, ảnh thờ, đỉnh hương, đèn cầy, bình hoa, bát hương đều có vị trí quy định với ý nghĩa riêng. Tùy theo điều kiện và tín ngưỡng của gia chủ mà việc bài trí bàn thờ gia tiên của mỗi người, mỗi nhà cũng không giống nhau. Thông thường, chúng ta thường đặt một hoặc ba bát hương trên bàn thờ. Phía trước bát hương đặt ba chén nước sạch, bố trí hai đĩa trái cây hoặc đĩa trầu cau ở hai bên. Phía sau bát hương bài trí bình hoa tươi, hương và nến. Khi sắp xếp vị trí bàn thờ Phật, cần đặt cao hơn và tách biệt bàn thờ gia tiên. Nguyên tắc thứ 5, bố trí hoành phi câu đối trong phòng thờ. Trong các nhà thờ họ đều treo một tấm biển gỗ nằm ngang phía trên mặt trước của bàn thờ. Bức hoành phi thường được sơn son thiếp vàng, sơn đen chữ đỏ hoặc vàng hay chữ khảm xà cừ. Có gia đình cầu kỳ làm bức hoành phi theo hình thức cuốn thư rất đẹp. Ý nghĩa của đại tự viết trên hoành phi mang nội dung ca tụng công đức của tổ tiên hoặc tỏ lòng kính trọng của con cháu đối với tổ tiên như kính như tài, có nghĩa là con cháu kính trọng tổ tiên như tổ tiên luôn luôn tại vị trên bàn thờ. Phúc mãn đường, có nghĩa là gia đình đầy đủ phúc đức. Bách thế bất thiên, bao giờ con cháu ăn ở cũng đúng mực, không thiên lệch. Ở hai cột phía trước bàn thờ hoặc trên tường có treo mỗi bên một câu đối. Cũng như bức hoành phi, nội dung câu đối cũng nói lên lòng kính trọng của con cháu đối với tổ tiên hoặc ca tụng công đức của tổ tiên. Tổ tông công đức thiên nhiên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại xưng, có nghĩa là công đức tổ tông nghìn năm thịnh, hiếu hiền con cháu vạn đời ngay. Quý vị thân mến, bàn thờ gia tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Vậy nên vị trí đặt bàn thờ không chỉ mang đến tài lộc, may mắn mà còn thể hiện sự tôn trọng và hiếu kính của con cháu đối với những người đã khuất. Tuy nhiên, không phải bất cứ gia chủ nào cũng nắm bắt được vị trí đặt bàn thờ thuận phong thủy để vạn sự an lành, tổ tiên thần linh hài lòng mà ban phát phước lành về cho gia đạo. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, vị trí đặt bàn thờ ở nhà cao tầng. Hiện nay ở nước ta, nhất là ở các thành phố lớn, những ngôi nhà cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều. Với những ngôi nhà cao tầng này thì vị trí đặt bàn thờ phải là không gian thoáng khí và phải yên tĩnh, kín đáo để khi cúng bái không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Bạn cần dành riêng một phòng để đặt bàn thờ và phải đặt ở tầng cao nhất trong nhà. Phía trên bàn thờ là nóc nhà và bầu trời, không bị các không gian sinh hoạt khác đè lên. Để khi cúng bái, con cháu trong nhà tỏ được sự ngưỡng vọng thành kính của mình với ông bà tổ tiên. Bạn tuyệt đối phải tránh trên đầu bàn thờ là nhà vệ sinh, phòng chơi của trẻ em, bởi như vậy sẽ làm mất sự tôn nghiêm trang trọng và không bao giờ được phép đặt bàn thờ dưới xà nhà. Khi kê bàn thờ, bạn nên kê dựa sát vào tường, vị trí vững chãi trong nhà. Không được kê bàn thờ chơi vơi trong phòng hoặc kê bàn thờ dựa vào kính hoặc cửa sổ. Nếu bạn không muốn mất đi sự tôn nghiêm của các bậc thần linh, tổ tiên gia đình. Thứ hai, vị trí đặt bàn thờ với nhà chung cư. Nhà chung cư xuất hiện ngày càng nhiều và càng phổ biến trong cuộc sống của con người. Đặc điểm của nhà chung cư là các thành viên trong gia đình cùng nhau sinh hoạt trên một mặt sàn chung. Không có thiết kế các tầng như nhà truyền thống hoặc biệt thự. Với cấu trúc nhà như vậy thì việc bạn chọn được vị trí đặt bàn thờ là rất khó,
vì vừa phải thể hiện sự tôn kính với các bậc gia tiên, lại vừa đảm bảo được sự thuận tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bạn nên chọn góc thờ, bàn thờ đặt trong khoảng giữa các mặt bằng căn hộ và không thuộc hẳn vào một phòng nào, giống như kiểu nhà truyền thống. Độ thoáng là điều kiện cần thiết khi chọn vị trí cho bàn thờ, nhưng tuyệt đối không được nhìn thẳng bếp và giường ngủ nếu bạn không muốn giấc ngủ của mình bị ảnh hưởng. Thứ ba, hướng đặt bàn thờ thuận phong thủy. Bàn thờ quay về hướng nào cũng rất quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh gia chủ. Nếu bạn đặt hướng sai phong thủy sẽ dẫn đến nhiều điểm xấu trong gia đình. Bàn thờ không được ngược hướng với nhà. Việc đặt hướng bàn thờ ngược với hướng nhà là điều tối kỵ, và việc này sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận. Nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến việc không có con nối dõi. Nếu gia đình bạn đã, đang và sắp có ý định này, thì hãy đặt lại vị trí bàn thờ ngay để tránh những vận xấu cho gia đình. Không nên đặt bàn thờ ngay cửa ra vào trong nhà, bởi đây là nơi đón nhận nhiều sát khí từ ngoài vào, đồng thời cũng là nơi có gió thổi dễ làm động bát hương, điều tối kỵ trong phong thủy. Hơn nữa, vị trí ngay cửa ra vào rất ồn ào, làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng, và bạn sẽ bị làm phiền khi cúng bái. Như vậy, gia đình sẽ ít có may mắn và tài lộc. Tránh đặt bàn thờ ở nơi có gió và nắng chiếu vào. Vị trí đặt bàn thờ cần có độ thoáng, nhưng cũng phải rất kín đáo và riêng biệt. Việc bàn thờ bị nắng và gió chiếu vào sẽ làm cho các thành viên trong gia đình luôn bất an, gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, công việc trì trệ. Quý vị thân mến, hy vọng là những chia sẻ của Phú Quý Tài Lộc trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình bài trí và sắp xếp bàn thờ sao cho hợp lý để chiêu dụ tài lộc cho gia đạo trong năm mới Tân Sửu 2021. Cùng với đó thì bạn cũng đừng quên dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà của mình thật gọn gàng sạch sẽ để nâng cao vượng khí, thúc đẩy may mắn, loại bỏ vận xui để tai họa không còn đeo bám các thành viên trong gia đình nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.